cần một người thổ địa dẫn đi đánh boss. Ok, ông God có trong đây tao rồi. Ok, đầu tiên tắt tên nó đi. Cái đéo gì này, bọn nó dám nhốt mình. Ngay nào các cô sợ. À, bọn này láo, ok, bọn này láo. Ok. Láo hả? Láo hả? Đứa nào? Vào đây. Vào đây. Mày láo. Ủa bắn phải có mất móng ta? Chắc là không nhỉ? Chứ không là chết rồi. Ok, để xem nào. Artifact, ui, trời ơi, được đấy. Ok, 2, 4, yes, đủ 10 cái artifact. Tuyệt vời. Rồi, đầu tiên là shotgun 200 viên đạn đúng ta? Không hỏi, có ai có thêm đạn không? Cho tôi xin tí đạn nữa nào. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Oh! Oh, cái này là cái hình để mình test DPS. Oh. Úi giời, 1.600 DPS. Oh, 1.800 DPS. Úi giời, 1.100, quên, lộn. Rồi, xin... úi giời ơi. What the f***? Cho 500 viên thôi không ạ? 1.000 viên đó. Trả lại tôi lấy 500 viên, tôi lấy đủ 1.000 thôi. Giáp, xịn thôi, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên sửa lại giáp cho chắc. Các khâu máu lạnh xong game chắc xóa game, xóa server. Server nó đã thông báo tôi... Hôm nay nó mới gửi mail thông báo là server của bạn đã sắp hết hạn. À quên, phải gỡ cái ra mới sửa chữa được. Game này, cái phần sửa chữa trong game này hơi ngu á. Nó bảo là đến ngày 29, tôi thông báo cho anh em biết nhá. Đến ngày 29 là server sẽ hết hạn. Nên anh em có làm gì thì cố gắng. Ngày đó server tự động shutdown nhá. Mình không biết gì đâu. Repair. Quần. Con beta là con... Con beta là con gì vậy anh? Boss trong đây nó có một boss duy nhất à? Thực ra alpha, gamma, beta chữ ý là độ khó. Easy hay normal hard á. Chứ không phải là... mọi người cầm 500 bình máu. What? Sao cần nhiều thế? Rồi tôi cầm 500 bình máu. Cái gì vậy? Đi 500... Từ từ, nếu vậy thì máu thì phải bỏ xuống dưới này không chết mẹ. Số 4 đi. Yeah, hồi máu cho nhanh. Phải cầm 2 bộ giáp, 500 bình máu á. Ok, sure. Cầm đại 2-3 giáp. Con quét rổ của tôi rồi. Cái này là cái gì? Cái này là thùng ủ bia. Nó khô còn chưa. Không biết bia để làm gì nữa. Đây, quét rổ của mình đây. Okay. Nhưng mà đầu tiên là ông NP dẫn tôi qua nhà ông hạt tiêu cái đó. Tôi nghĩ chuẩn bị như vậy là được rồi đó. Có mỗi sọt gần thôi chứ cần quái gì nữa. Má mày có con rồng mà mình chưa có điều kiện đánh nó nhiều cho lắm. Lâu quá mới có thời gian coi stream à. Cảm ơn Sơn em game mình nhé. Làm gì mà bận dữ vậy? Hôm nay có vào đánh boss không? Hôm nay là trận cuối đêm. Hôm nay là ván cuối nè. Anh em tất cả anh em tập trung vào quánh luôn. Ai lấy cái bản vẽ Ian T-Rex nhà tôi rồi? Alo. Chắc là bọn tôi lấy. Cái Ian Rex 75 armor đâu rồi? Úi giời, cứ qua nhà các khô đi. Úi giời, phải lo. Mọi thứ đang ở nhà các khô á. Em chế cho khủng long của em ấy. Chưa có ai chế giúp một cái đi. Bây giờ, đây á. Ok, mắt nhà làm nhà trên núi kìa. Mình cũng làm nhà trên núi mà. Má nhà full metal luôn. Nhà đơn điệu quá. Trời ơi. Đây là kiểu nhà mà kiểu nhà nghèo mấy không ạ? Nhìn nè, xung quanh lèo tèo 2-3 con khủng long. Úi giời ơi. Mấy ông lúc nãy thấy nhà tôi không? T-Rex đứng một dàn, Quetzal đứng một dàn, mẹ rồng đứng một dàn. Trong rương hết rồi, thôi, không có lý do, lý chấu gì mà rương riết gì đó. Thôi nhưng mà cái base kim loại nhìn cũng đẹp á, nhìn được. Nhìn nó thoáng mát. Trong rương có gì? Chéo không có cái gì. Không có cái gì. Không có một cái gì. Còn đây có cái gì? Ông này ông xài không xài Pokemon mà ông xài kiểu trong game. Công nghệ không hiện đại. Có cái gì trong đây đâu? Tính ra xem nào. Còn đống này trong đây có gì không? Không có gì đâu. Ôi giời. Đó, cũng được vài con T-Rex. Nhưng còn cùi lắm. Đấy. Mang cái đám này, cái đống này chắc mất nhiều tim loại nhá. Tôi cũng đầu tiên tôi cũng định xây nhà tôi metal, nhưng về sau đến cuối series tôi lười quá. Thực ra thì xây cũng được á, tại vì
Ở nhà tôi quá trời kim loại luôn. Nhưng mà có ai đánh nhé không? Được cái sân thượng thoáng mát nhỉ? Cái gì đấy? Egg Incubator. Cái này để ấp trứng á. Oh shit, có cái này nữa. Mình trước giờ mình không biết cái này ạ. Trước giờ tôi toàn xây tủ lạnh xong tôi vứt trứng ra ngoài. Oh, cái này làm gì mà hay vậy ta? Ok. Còn đây là cái turbine bằng gió, đỡ phải chạy bằng điện, đỡ phải chạy bằng xăng cũng được. Nói chung là công nghệ xanh cũng được. Tham quan thế được rồi. Không có gì ấy lắm đâu. Tao chuẩn bị về thôi. Một con rồng tao rồi mày. Nhưng mà chỗ này mã sao bằng phẳng một cách tuyệt vời này. Tôi rất thích đất chỗ này nha. Hạ cánh xuống. Mình phải chơi trò này đúng không ạ? Nó nhanh. Lula. Tất cả tập trung ở cho đánh boss. Mọi người ông God. Ok, ông God chia sẻ địa điểm đi. Để anh em tất cả qua đấy. Với rồng qua đấy. Đấy, ở đây phải không? Nó đây rồi. Còn nhà cũ thì cũng hình như cũng gần đây lắm luôn á. Cũng không phải gì xa xôi đâu. Có đủ đồ chưa mày? Thế tao phải cưới con nào ta? Chọn một trong con mấy con này đúng không? Cái gì đây? Ông sếp đi vào đi. Ông sếp đi vào đây, tôi cho vào từ từ nhá, từ từ. Chưa có ấy gì nha. Hình như là thiếu artifact kìa. Ủa sao lại thiếu artifact là sao? Ủa sao lúc nãy tôi thấy đủ 10 cái ta? Ủa vậy là hôm nay lại không ánh rồi à? Ủa ai lấy mẹ hai cái artifact rồi? Hả? 2, 4, 6, 8, 9. Ở đây có 9 cái à? Thì là 2, 4, 6, 8, 10. Ủa đúng rồi. Ở nhà tôi cũng đếm đủ 10 cái. Tình hình có xử lý đâu em? Có cần cá khô ra tay không? Bây giờ cá khô ra tay là đảm bảo là ngon lành. con ao. Nhưng mà ông chef đéo đâu vậy? Chưa. Mình muốn cưới thử con ao vậy. Con cú nè. Nhìn đẹp ấy. Các ông đợi một chút. Tôi sẽ gọi là tắt camera đi một tí. Ok. Tôi sẽ dẫn anh em đi đi kiếm artifact rất là nhanh thôi. Ok, cá khô bro lắm. A few moments later. Alright các bạn. Nói chung là một quá trình đi hơi lâu tí đúng không ạ? Má gặp nhiều quái vật quá nên là, nhưng mà không sao. Chúng ta đã có được cái artifact cuối cùng. Artifact of the strong. Alright, gian khổ lắm em ạ. Tôi phải giết mấy con rồng mới đánh được nó. Và bây giờ chúng ta chỉ việc... Trời ơi, đứa nào đẻ? Mẹ đẻ cái gì đống một khủng long vậy? What the fuck is this? Trời, what is cái gì đây? What the fuck is this? Giết bọn này đi! What the fuck is this? Đi ra đi! Chết rồi. Vớ vẩn. Bọn xâm nhập. Úi dồi. Bọn đó. Mày. Yes. Vớ vẩn. Cho đi luôn. Khi không tự nhiên mua lôi mấy con không cần thiết đây. Làm chật chội. Rồi đây. Cái artifact of the strong đây. Thế là đã đủ. Oh man. Có cái gì đâu. Mấy ông kiếm artifact lâu thật đấy. Tôi kiếm có nhiều. Có mấy phút đấy. Giờ được có mấy phút. Ông xét rồi. Có muốn vào hội thì lại đây. Nhanh lên. Cứ lôi mấy con linh tinh ra. Ok. Đấy. Vào đi. Đừng có vứt mấy con lung tung vào đây. Ok. Chỉ có đánh T-Rex thôi. Đừng có phá đám. Let's go. Đã chuẩn bị những con gì. Một con heo để hồi máu nè. Một con gì đó. Một con này là để tăng nam nè. Và tất cả là T-Rex. Đừng có vứt vẩn vào đây. Accept vào ghi đi. Tôi sẽ chọn một con T-Rex lên. Sao không đánh alpha luôn không? Thứ nhất là có... Để xem nào. Mấy con T-Rex của mình nó không đủ mấy không ạ? 30.000 đam... Ui, 30.000 máu á? Thì yeah, nó không đủ mạnh. Thứ hai là tôi còn chả có đủ đồ nữa nè. Để đánh alpha chúng ta cần tùm lum đồ, mấy cái đồ mà farm từ mấy con thú á. Mà cũng lười farm quá. Thôi đánh con gamma cũng được. Con gamma kiểu easy á. Lúc đầu tôi định đánh con beta nhưng mà lại để đủ đồ nữa chứ. Chít tiếp anh ơi, có lệnh hết mà. Chít cái gì mà chít, nãy giờ tôi không có chít gì nha. Wait. Mình có nên đi farm nhanh phát không ta? Thôi rồi, bây giờ thế này. Bây giờ chúng ta vào đánh cái con gamma trước, ok? Nếu mà mọi thứ lành lặn không đứa nào chết thì chúng ta đi kiếm nhanh 5 phút. Chúng ta đi kiếm đồ nhanh 5 phút rồi vào đánh con
đánh hẳn con alpha luôn. Yeah, hợp lý. Mình nên tăng cái gì ta? Oh shit, mình quên, mình tăng máu đấy. Quên mất, lẽ ra trước khi đánh boss á là nếu mà chuẩn bị kỹ càng là phải reset điểm để tăng mỗi máu với lại stamina kiểu kiểu ấy. Nhưng mà cái bà này YOLO YOLO. Rồi tôi sẵn sàng rồi đó. Anh em chuẩn bị bật hay là để tôi bật cho? Grab one. Chắc là grab. Okay. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đâu hết rồi? Đấy. Sẵn sàng hết nha. Vào đây, vào đây. Hạt tiêu thấy rồi. Này thấy rồi. Oh wait what? Xong mẹ ở đâu nữa? Tới rồi đâu nữa? Ông đập bê kìa, chết cha rồi. Đấy, đã bảo. Rồi hết, khỏi vào luôn. Ông đập bê. Oh wait wait wait, ok ông đập bê vào rồi. May nhá. Em bị văng rồi. Tôi cũng bỏ tình, bỏ tay rồi. Okay. Wait wait. Yes. Tấn công rồi anh em. Từ từ, tất cả là whistle neutral nha. Oh, tôi bị kẹt. Oh my god. Con này đi. Và con boss luôn. Tên. Đánh con rồng trước, đánh con rồng. Oh my god. Đánh con rồng trước. Ủa nhưng mà tôi ngồi trên khủng long đâu có. Tôi ngồi trên khủng long đâu có bắn được. Fuck. Điều, Làm sao? Ok, 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 bỏ tí rác à, bỏ tí rác à. Bắn con rồng trước, đánh con rồng trước. Núp, 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 núp. Oh shit, oh shit, oh shit. Cháy cái gì? Bốn. Ma. Vào cái con không, không vừa, không. Lên con tí rác không mà. Rồi sao đâu cơ. Ma nhìn thấy gì chết liền. Thôi để tôi lên, tôi lên con tí rác đi. Đéo nhìn. Oh. Ok. Nhưng mà chưa xong, chưa xong. Còn con ma. Còn con Manticore nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Còn con Manticore. Con kia mới là khó. What the fuck. Tôi man. Tôi không nghĩ là cái vụ mà. Ủa. Come on man. Ok. Rồi, let's go. Thôi vào chung vui anh em tí. Nhưng mà ngồi chơi con này, ngồi chơi con này không đánh được, không bắn được. Mày. Xuống, xuống. Úi xuống, ôi nó ổn. Oh my god. Cẩn thận đi. Loạn gì. Con này to quá. Con này to quá, có thấy đéo gì đâu. Giờ chỉ đứng xa bắn thôi chứ. Chứ còn không mẹ. Yes. Nhưng bắn cũng chả. Ôi ôi. Nó gấu lầm, gấu lầm, gấu lầm, gấu lầm. Oh gấu lầm nữa kìa. Oh shit, bọn này bắn không thua. Có ai có súng phóng lựu hay gì không? Oh. Mắt đoạn này phải qua, chắc phải lên khủng long cho nó an toàn quá. Bọn này làm gì đây vậy? Bọn này thằng bọn gấu lầm à? Fuck. No 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 no. Ông hạt tiêu nhường cho tôi con đây. Hạt tiêu nhường cho tôi. Ủa boss gì yếu vậy? Boss này là boss boss này boss dễ nhất phiên bản easy. Đợi tí nữa tôi đợi tí tôi chơi con alpha là biết liền gì. Vào chết chết như rẻ. Con này nó cứ bay mà nó không có hạ xuống gì đó. Còn đánh mấy bọn gâu lầm thì vô dụng lắm. Công lắm. Hạ xuống đi. Mày. Đúng rồi, thục lắm. Ồ mẹ lâu lâu nó mới, lâu lâu nó mới hẹn. Nè, tắt mấy cái vô bẩn này đi. Dead body, là có dead body đây, mình đã bao giờ chết đâu. Đó. Mẹ nó. Má mà giáp mình mạnh quá, bọn này đâu làm gì đâu. Bọn này đâu làm gì đâu. Mày. Mày, ôi, cẩn thận, cẩn thận. Bắn 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 vào đồng minh bây giờ.
Ôi giời, ba con boss dễ sống. Mày có thể nào chết không? Thực ra thì đúng là phiên bản easy, boss easy mà. Yeah, boss gamma này là rất là easy. Bọn này mình có khai thác được không ta? Không khai thác được. Ok. Hình như là không có đứa nào chết thì phải. Bọn này có bao nhiêu máu? Xem nào. Cũng mất một ít máu. Lấy đồ từ nó anh. Vậy à? Lấy đồ từ nó. Bọn này có đồ á? Có gì đâu? Đấy, có quái gì đâu? Thực ra thì con rồng yếu xìu à? Kiểu là cái con Manticore nó mới có cái đầu rồng. Vậy chắc ông nào lấy rồi á? Tôi chả thấy cái đéo gì hết. Oh fuck, hết thời gian rồi. Ok, tình hình là nói chung là biết là con nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có nên kiểu YOLO phát nữa. Bây giờ nào? Mình cần những gì? Ok, bây giờ chúng ta phải xem danh sách. Để cần những gì để chúng ta đi farm phát nào? Tất cả những artifact và Vậy thì các bạn đợi một chút nhé. 1 minute 37 seconds later. Ôi giời ơi man, farm mệt quá mấy ông ạ. Holy moly. Tôi thấy mấy ông nãy giờ farm ói ỉa luôn. Mình có farm được tất cả các artifact và tất cả những cái đồ để cúng tế để chơi con boss mạnh nhất rồi các bạn. Khổ quá. Má thầy làm chủ nô mà khổ quá. Yeah, chúng ta bắt đầu. Alright, farm mệt thế anh. Yeah, mệt ghê luôn á. Man, mấy ông sướng ghê luôn. Mình tôi đi farm. Alright, vẫn như cũ, đội hình y như cũ, ok. Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ thật một thảm bại nhưng mà không sao. Okay. Chết cũng phải chết trong vinh quang, không có sợ gì hết. Ok. Mọi người vào chỗ hết đi, không mà tí lại bảo là sao tôi không có mặt. Hạt tiêu. Yeah, đủ rồi đó. Vô luôn đi. Tới bến luôn đi, sợ quá gì. Thằng nào chả thua. Nhiều khả năng là sẽ thua. Thảm bại đấy. Rocket bắn chết chùm mà. Vậy thì không rocket. Ông nào nãy nhận được khẩu súng của tôi không, bây giờ còn súng chết gì nữa. Nhảy vào. Oh my god. Ok đủ rồi. Xém xíu nữa ông kia không vào được. Đã bắt đầu. Ten. Bật sáng lên cái nào. Giết con rồng trước. Anh em điều khiển. Mình nhớ biết điều khiển bọc rong này như nào. Tránh ra. What the fuck. Con rồng rồi. Đây, nó bị hồi đồng. May 400. Mình bắn nghìn mấy đam. Ôi con này là Manticore mà con rồng đâu. Con rồng bên kia. Giết con rồng trước. Ôi dồi ôi. Cháy đấy. Con này nhiều máu lắm. Holy shit. Ủa cái gì mà đánh 1000 mấy đam kia? Ủa đứa nào đánh nó vậy? Sniper à? Bọn sniper à? Có ai điều khiển được mấy con này đánh con rồng không? Má nó nhiều máu quá. Bọn vô lầm đi chứ. Đánh con rồng trước kia. Tu má đúng là sọt gần đam vẫn khủng. Má đánh bắn tạm đánh. Mỗi lần hit này là mấy nghìn đam.
không có bọn nào đánh mạnh vào này. Ở cái sập gần này. Sniper rocket không thua. Yes. Rồi đánh mất boss nó cho mấy công thức tách xịn. Nhưng mà qua con Metagor lại bắn có 40 đam, đéo hiểu tại sao. Con kia thì chắc là do nó giáp nó dày hay sao. Con rồng bắn 400 đam, Manticore 40 đam. What the hell. Ui. Đấy. Ui giời ơi. Má. Con mèo làm cái đéo nhưng mà rơi từ trên kia xuống. Dẫn mặt à. Đã, ui cái gì đây, sao đến. Sao bị kẹt thế này. Nghe em đéo gì vậy. Ủa. Ở đây có bức tường tàng hình hay sao. What the fuck. Sao mình đi đi. Leo con này đi. No. Trời ơi, tụi bị kẹt ở mấy con đít. Kẹt ở đít của mấy con. Rồi. What the fuck. Game mới chở game. Rồi, đến đoạn này là mình không đánh được đam gì rồi. Đấy. Này chỉ để bọn T-Rex nó quất thôi. Nhưng mà thắng chắc rồi. Đánh giờ đánh kiểu gái ngứa cho con Manticore thôi. Để xem nào. Con rồng này có gì. Có cái đầu mà chắc thằng nào lấy rồi. Mày. Sao mẹ. Giết nó đi. Úi dồi, hết rồi. Ten 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 ten. Đến bây giờ, đến đoạn này thì lại mình ước gì có một cái súng sniper. Có cái gì đâu, chắc là hình như nãy giờ còn chưa chết con T-Rex nào. Má, team support hồi máu. Bốc đam khủng quá mà. Tại sao bọn T-Rex này còn bao nhiêu máu. Hello. Oh my god. Ok, bọn này gần như chả mất máu. Nó đánh cái sao mình. Sao bên cha kia kiểu thành thơ trên kia mà sao mình khổ thế này. What the. Thôi, nó lên trên đấy không. What the hell. Nhìn bọn này nè. Má đứng ngoài. Bắn chứ không. Má tôi phải ra chui đít với con T-Rex. Má bắn sọt khăn khổ vậy đấy. Bắn AK không. Đâu. Cho một khẩu AK bắn tí. Mẹ nó giờ bắn. Sọt với trả gân. Ok. Chuyển qua Call of Duty chơi tí. Fuck. Nó chết mẹ. Ôi tưởng cái gì. Ôi giời. Ba cái thằng boss trong game. Đấy. Game Lost. Game Ark là chỉ có vậy thôi mẹ không. Nói chung là giết được con. Con đó thì nó mở khóa cho mấy cái tắc ở bên dưới. Rồi tắc. Cái công thức xịn. Yeah. Đồ super xịn. Đồ gọi là đồ công nghệ cao mà. Có máy phát điện không. Có bom nè. Châm phát hả. Cái nhảy hả. Cầu. Tôi nhớ là có máy phát điện hay gì nữa mà. Chắc là bên dưới này đúng không. Yeah. Này giống như nó mở khóa end game á mấy ông. Nhưng mà nói chung là tôi chơi chỉ đến đây thôi mấy ông. Game này cũng không phải là game này cũng không phải là game men của các khổ. Ôi ơi, stop. Được rồi. Ok. Cá khô như mình đã nói là Siri là chơi cứ ngựa xe hoa tí thôi. Để mình thử xem mình có solo được mấy con. Từ nhá. Để mình thử xem mình solo được neutral đi. Solo được con T-Rex không. Option unclaim. Chắc phải được đúng không. Cầm súng AK mà chẳng lẽ. Let's go. Jump luôn nào. Để tôi solo nó cho. Chết rồi. À chết rồi. Quay lại đánh tao nè. Sao mày đánh con nó. Shit. Loạn hết rồi. Đang đánh mình không mất máu. Ui giời, ba thằng T-Rex. Yo. Ui dồi.
Úi giời, hồi máu tí. Ái da, ái da. Úi giời, úi giời. Má. Ta nuôi nấng mày. Oh my god, đánh mình bệt. Ôi. Oh my god. Má nuôi nấng nó. Nuôi nấng nó lớn cỡ này mà để. Mà nó lòng nào nó. Nó thục mình không thương tiếc. Alright, mấy ông em. Tôi nghĩ là series này end ở đây rồi. Ok. Nói chung là tôi biết là mấy ông mà chuyên về arc á, coi cái series này chắc không thấy thỏa mãn đúng không? Tại vì các hole cheat hơi nhiều, nhưng mà nói chung là tôi newbie mà, chơi cho nó biết game thôi. Hy vọng là qua arc 2 mình chơi lâu lâu được tí. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong game tiếp theo. Rồi, bye bye các bạn nhé.